Vâng, xin mến chào toàn thể các bác. Hôm nay 26 tháng 11 lại soạn ra một mớ hàng độc lạ, hàng hiếm, hầu như là em chưa bao giờ được gặp những cái dòng, những con dòng là đời như thế này. Bản mixer sơ liền công suất Amly Karaoke Thiên Sĩ Lo Mỹ đầu CD ha. Vâng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0933779920, một món hàng đặt cọc cho em từ 3 đến 500 ngàn một trên một món hàng nha. Trên 3 triệu là phải 500, còn dưới 3 triệu là 300 nhá. Và đến mã số đầu tiên của em này, đến với em hàng hàng cực kỳ đời cao, để từ đầu đĩa than Technic model SL1200MK3D, dòng 3D. Cái dòng này là không có vấn đề, nhấc nắp trực tiếp ra các bác nhá. Các bác sẽ để chờ xíu em sẽ mở nắp ra để mà test thử cho các bác coi. Đây. Kinh khủng đẹp nhá. Và em sẽ test thử cho các bác chiêm ngưỡng. Đây là cái khóa gông nhá, em mở gông khóa ra. Bật nguồn lên này. Quay phần lòng trong này. Đấy, nguồn lên. Là nguồn lên thì nó sẽ bị được sáng ở đây nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Lên này. Đây ánh đèn của em nó sáng quá, nó hơi bị không bị cái nha. Vào nút này cũng là đèn chiếu này, bấm nút này sẽ bật lên này. Và đây tốc độ 43345 và đây Sita chạy ha. Và cái này nó có chế độ lên xuống gạt thì các bác có cái quai cầm đây, các bác phải bỏ ra đây, bỏ đây sẽ khởi động Sita. Sita thì các bác sẽ hạ cần xuống thì em nó sẽ hát ha. Vì cái đĩa này là đĩa bản quyền, đĩa gốc nha các bác nhá. Nếu các bác nào mua thì em sẽ tặng các bác kèm theo đĩa gốc này nhé, bản quyền của nước ngoài. Thì em không dám mở, mở thì nó sẽ bị bản quyền này các bác ạ. Bản quyền thì hôm nay em sẽ không bán được, các bác không được gửi tới các bác nhiều nhiều. Có chế độ nhanh chậm mà lên xuống cho các bác. Các bác tắt đèn này, cái gạt này có tắt dấu phê nhá, lên xuống nhanh chậm nhá. Còn ấn xuống thì nó là không sử dụng cái nó nữa. Technic QD Rig SL1200MK3D. Em này là dòng B rất là nặng các bác nha, B cực kỳ nặng luôn. Các thiết kế từ các chân này, chân này, nó sẽ có lò xo ở các chân này này, đúng lò xo hết nhá. Để các bác để trong bất tất kể cái nào tôi sẽ cân bằng cho các bác để chơi. Dòng đời là dòng đời cao ha. Em sẽ để quay không và không không cho kim chạm, không cho kim chạm, em sẽ để quay không thôi. Chị ta thì em sẽ đẩy nắp lại cho các bác chiêm ngưỡng thử, có thể là mở hát được nha các bác nhé, hát được là đẩy nắp vào để chơi như vậy đây. Rất là đẹp nha các bác nhé. Đẹp chưa, tất cả xung quanh là đẹp ha, nguyên bản. Những dòng này cách đây cũng khoảng vài tháng anh em cũng bán, một số này cũng là hàng hiếm mà cũng bán khoảng 4 triệu mấy 5 triệu tùy theo nhá. Vâng, tất nắp niếc còn đẹp keng, chưa một vết bể nào nứt nào nhá. Vâng, hôm nay tặng kèm theo một cái đĩa gốc kèm theo nữa. 2 triệu 900 nghìn cho mã số 1. Đó, hoạt động tốt, kim mã hoạt động hoàn hảo, nói chung hoàn hảo luôn, tặng kèm theo một đĩa gốc. Và đưa thêm miếng thảm nót rồi các bác nha, thảm nót ở trong này luôn. Đó, thảm nót nằm trong đĩa đấy ạ, để che đậy cái mâm. 2 triệu 900 nghìn thôi, mã số 1. Tiếp theo là mã số 2, là một em đến từ thương hiệu Victor, trong phân khúc ngon bổ rẻ. Victor model là GAS11. Em này chạy sò con STK nhà, tiếng rất là đẹp, sạch sẽ, chi tiết nha các bác nhé. Để dùng cho các bác khó tính về chất âm, không cần bạo lực, nhẹ nhàng, sạch sẽ, chi tiết âm thanh là em này đây. Công suất vừa phải, nhưng mà em đang mở một đôi 30 của thương hiệu Technic này luôn. Đấy, 30.
Bát 30 nha các bác nhá, SB1770 nha. Đấy, dòng này dòng thùng lớn khủng luôn đấy. Em đánh vẫn kìa kinh khủng luôn, là ra rất là mạnh nha. Để chế độ ốc này. Vừa nãy em để chế độ phong để em thử cái đĩa than, giờ em để chế độ ốc. Đẹp keng các bác nha. Tiếng rất đầy mà sắc sảo, đánh sắc sảo đúng không ạ? Và phía đằng sau đây. 82 watt thôi mà đánh loa 30 bình thường nha các bác nha. Make in Japan. Trở kháng của em này đánh từ đây, 4 đến 16 ohm cho nên là rất dễ ghép loa nha các bác nha. Loa nào cũng thể ghép được. Ngon vô rẻ luôn. Đây. Tất cả lung linh bảy màu, còn nguyên đóng mộc của nhà máy này. STK bảy màu nha các nhá. Đấy. Vâng, đến mã số đầu tiên của ngày hôm nay, hai mã số 2 của ngày hôm nay. 1.400.000 cho mã số 2 Victor GAS11. Vâng, tiếp theo là mã số 3, là một bàn mixer Yamaha. Em này là trộn được cả phối nhạc và có chống đệm guitar. Em này là chơi độc quyền, nó bao gồm chơi được guitar này và micro này và live nhạc này, và có ba chế độ gạt. Các bác gạt xuống để cắm mic trực tiếp vào để alo, còn để ở giữa là phải cắm guitar để chỉnh cho đây chép bass và vôn to vôn nhỏ, và phần thêm phần vợt reverb tăng giảm reverb ở đây. Đó, giả sử như vậy em sẽ mở thử cái trống nha, đánh chế độ rumba, rumba hoặc solo, usa, tango gì đó để em mở thử rumba nha. Đây, để chế độ rumba này em đánh này. Đây là chế độ nhanh chậm nhá. Tùy theo bản nhạc nhanh chậm ha. Để các bác gảy đàn theo là một bài hát. Bên là đệm trống nhá, trống đệm này. Rốc sao. Đấy, vô này. Tango. Đấy, đệm nhạc. Đó, thì không muốn xài nữa tắt đi. Đấy là trống, ở trong đây là đệm, phần trống các loại đệm nhạc nhé. Còn các bác cắm guitar làm thế này là trống nền, đánh trống nhá. Và đây là master tổng của những thứ những nút một các cửa vào, đây là 6 cửa vào. Khi các bác bật ở chế độ reverb lên, reverb lên thì các bác tăng giảm lên sẽ có giá trị nhé. Và các bác để chế độ mic thì chế độ mic có thể cắm nai hoặc guitar vô để chế độ vợt lên thì sẽ có. Giả sử như em sẽ để chế độ mic đi, gạt xuống dưới là chế độ mic nhá. Đi 6 7 1 2 3. Em tắt này, master reverb này. Đó, nó khô này. Mic khô. 1 2 3 4. Lên vợt này. Lên 1 2 3. Đó, để anh em mà chuyên trị là đi giao lưu hoặc là đi lọ kia, nó có một quai sắt cái này các bác này. Và em sẽ test nhạc nhá. Là các nai là nai đường đường ra nhá, em tắt đi này. Tắt đi. Em mở lên hai đường nai nhạc đi này và ấn vào nhá, mở nai nhạc lên nhá. Này vô của nhạc này, chỉnh bass này. Master tổng này. Đấy, mới tư tổng nha. Đấy,
Ok, đây là đường vào nhé, đường vào này 16 like đường vào nhá. Em sẽ gửi tặng các bác thêm kèm theo là hai chân cắm này luôn, hai chân cắm này vào, và tặng thêm hai đường dây Nara nữa, hai đường rắc cắm của Nara này, tắt này ra nhá, ra loa để ra loa. Đó. Hàng này hàng độc các bác nhá, hàng hiếm nhá, Yamaha. Đây, nó không biết cấu hình này, hàng này hàng cổ, hàng đáng để mà sưu tầm, đáng để sưu tầm luôn. Rút nguồn này. Đây bên này có quai sắt này, và để đứng lên, sắt đứng lên. Quai sắt này. Có hai cụ chỉ bảo vệ phía sau này. Đây. Yamaha 100V. Bao nhiêu watt? 70W. Đánh đi loa có thể loa cổ 30 đánh nhẹ nhàng có nhá. Rất đẹp luôn, chắc chắn đẹp. Cái dây điện là nó thuộc dòng mà dây dây lụa rất là to, mềm như bún các nhá. Mềm như bún, dài tới 3,5 m một sợi này nhá. 3,5 m một sợi dây này luôn. Dây nguồn dài kinh khủng. Sắc sảo. Đây, dây nguồn này tới 3 m mấy, nguồn zin luôn này. Hàng độc. Quá kinh khủng độc. Em chưa tìm hiểu nên em bán đại cho các bác luôn 3 triệu. 3 triệu của bản mỹ sư này. Các bác về từ nói chung là rất là nhiều bác thích khoái săn những hàng mà hàng hiếm, hàng độc, hàng khủng như vậy nhá. Mở nhạc đa năng luôn, nghe nhạc, đánh trống, đệm nhạc, đàn, guitar đều được hết. Mã số 3. Vâng, tiếp theo mã số 4 là một em con đẩy Yamaha mặt phay nhôm cực đẹp luôn, MX35. Cực đẹp quá nha, mặt phay nhôm màu xám. Em mở thử luôn. Hai kênh, kênh này kênh này. Vâng, model MX35, 90W, 100V nhớ các bác nhé. Còn trở kháng của em này em chưa thấy. Không thấy trở kháng ở đây. Không thấy trở kháng. Để ở đâu không biết nữa. 6 ohm các bạn. 6 ohm. Và lòng mềm các bạn. Con pao đẩy, con pao đẩy này sử dụng STK các bác nhá. Hèn chi nó hay là phải rồi. STK này. STK. Cho nên là nghe rất hay các bác nhá, tiếng rất là sắc sảo. $1.300.000 cho em pao này, mã số 4. $1.300.000 các bác nhá, mã số 4. Vâng, đến mã số 5 là một em cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu K500 mạch Class Pro. Những dòng này chuyên chi những dòng loa bốt là ông cố lội của những dòng mà thuộc dòng mà loa âm ni hàn nhá. Giá trị rất là cao ha. Dòng này là dòng chuyên chi những dòng loa bốt series 2, series 3, series 4. Những sử dụng nguồn xuyến và hát được karaoke đích thực luôn, và em sẽ test thử cho các bác nghe nhạc và hát hò thử một đôi loa Technic này cho các bác nghe thử nhá. Trước hết này em sẽ mở thử phần nhạc. Em này có chế độ delay này, effect này, bass chép min và chỉnh được min của phần của mic Quinto Echo nhá. Còn bên phần này là phần mic 1, mic 2, mic 3 và 2, 4 và 3, 5, 5 lỗ cắm mic. Chép bass chỉnh cho phần nhạc.
lau lớt ở bên đây, còn thứ tự đây là chỉnh được các cửa vào. Và đây là chỉnh tông, chỉnh tông âm điệu theo tông của các ca sĩ, có thể là cao và thấp. Và đặc biệt hơn nữa, có các bác nào nhà các bác nào hay ăn nhậu, hoặc các bác khách đến nhà chơi hay tay máy vặn có thể gây ra quá ngưỡng bị cháy loa thì các bác có sử dụng được. Thứ nhất là micro, các bác khóa được cái phần ở dưới này, còn xài vít khóa ở đây. Và phần nhạc tổng, master tổng, các bác khóa được ở phần dưới này, lốc nè, không cho anh em nào tự đi thực hiện, cho bao chỉnh thoải mái, không bao giờ quá ngưỡng và cháy loa được. Đó, em giới thiệu sơ sơ như vậy, mời các bác nghe thẩm âm nhé. Em sẽ thử phần micro với nhé. Có phần cắt chống hú cũng khá tốt nha các bác. Em đứng cạnh loa mic đấy, không hú nha. Lấy sầu bay có nửa đời phiêu dàn, con này về úp mặt vào sống quê. Tiếng rất là mềm mại nha các bác. Đó, nó dễ hát, rất dễ hòa. Em hát khô khô như vậy mà nó vẫn dễ hòa nha. Giọng rất là chua chát, rất là êm. Đó. Ok nhá, và em cho các bác xem phần ruột gan và phía sau. Em này size 43, cao 13 và sâu 36. Đây sử dụng là nguồn xuyến và vỉ bo những tụ lộc nguồn rất to, cao ha. Đấy, em này có vấn đề là được công suất to, có thể chơi được và hát hò karaoke. Những dòng ampli karaoke em rất là sợ những phần mic. Em này điều trị được hết, có cầu xích u, cầu lối này, đẹp các bác làm rề này, và các cửa vào. Đó, đường cột dây này. Em này công suất thì khá là cao ha. Khá là cao luôn. Có vào 450W nha các bác nhé. 450W nhé, đúng dòng chuyên karaoke, em đi karaoke. Đó, mạch thì mạch class rồi, tiếng chất âm phải có là tuyệt vời này, ngon bổ rẻ. Hôm nay thanh lý thu hồi vốn cho các bác luôn nhé. Hôm bữa là 7 triệu mấy phải không ạ? Hôm nay 3.700.000 thôi. Mã số năm này. Các bác sử dụng những con đề lông hôm bữa em bán là cả chục triệu ha. Một cái 500 để trị những dòng nó Mỹ, nhưng mà em này được trị còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì các bác thích cái thương hiệu để lông thôi, phải chịu thôi. Tiếp theo là mã số 6, một em đến từ thương hiệu Victor. Em này thì cũng không biết như thế nào nữa, em mới gặp cũng khó lạ lạ. RXV703. Em đã cắm thử rồi, nhưng mà em sẽ đánh dấu cho các bác về chơi nha. Khá là có hiệu quả. Rất uy lực các bác ơi. Còn tương đối đẹp, tương đối đẹp đấy ạ. Đây, em đánh dấu đây nhá, đường vào này, đường vào và đường ra loa đây, và đường giải mã đây, có thể mã optical luôn. Rụt gan nữa, nhìn kinh khủng quá, em không biết kiểu gì đây, hầm hố quá các bác ạ. Quá hầm hố luôn. Nhưng mà nghe khá hay các bác ạ. $1.200.000 cho mã số 6 này, cho nhanh chóng thành lý cho gọn. Đây em quay phía đằng sau này. 100V 200W trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm. Đấy, các bác coi nhá, đào sống hoạt động tốt chứ không phải rẻ, có giải mã này. Thấy lạ lạ, bán đại chẳng biết giá bao nhiêu. Và đến mã số 7, một em đến từ thương hiệu mắt răng Modern SR 4002. Mặt màu
Vàng Chanh à. Em này âm đi xem phim nghe nhạc rất là hay các bác nhá. Đây, nhiều khi các bác ấn là chế độ lộn này nó không lên nha, CD DD2 được nha. Các bác để chế độ CD không này nha thì nó sẽ lên nhá. Nút AD này. À. Đó, con này có hẹn giờ các bác này. Hẹn giờ 10 phút này, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 5 phút, 6, 7, 8, 9, 90 phút này tự ngắt các bác nhá. Đấy, từ 10 đến 90 các bác nào đam mê để thích ru ngủ thì các bác cứ bấm đến hết giờ tự động ngắt nguồn, tắt nguồn. Đó. Phía đằng sau này rất đẹp, em này rất đẹp luôn, có giải mã, có mặt mã vạch đầy đủ, 4L2 170W nha, dòng hoạt động thế hệ mới nha, sản xuất tại Ila này và ruột gan đây, còn rất đẹp luôn, mới chát còn chẹt luôn, có thể ghép vang hát hò karaoke để cho các bác 1.600.000 cho mã số 7 cũng là mã số cuối của ngày hôm nay. Em xin tạm dừng video tại đây. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại thường nha, 0933 77 99 20. Em xin tạm dừng video. Em xin chào tạm biệt.